Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Mát Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp. Địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Hôm nay em lên lô máy cho mình 15 cây, quá đẹp mấy anh ơi, xịn sò luôn. Rất là đẹp, cây này đẹp nhất. Đẹp nhất ở chỗ là ba lô mà xịn sò nha, rất là đẹp hàng lắm. Đây, tùm lớn, bố lớn, Mitsubishi TB, tùm lớn, bố lớn. Còn hôm nay anh cứ đón coi, em review cây này cho em coi, thả đời luôn, lâu lắm nha. Hai cây Mitsu tên là 261, một cây Gowin 31 cc có trợ lực. Hai cây Maru 26, ga bóp xịn sò luôn ha, màu vàng. Kyogit 260, Yanon, Eulin, không gầy, Kyogit 26, không gầy. Đây, em sẽ like ba lô theo thể lệ yêu cầu của khách ha. Hai cây Maru 23, 26, ga bóp, một cây Maru tôm gầy màu cam, một cây Maru tôm liền màu xanh có trợ lực nha. Tanaka 2 chống, Kawasaki Tege 4 và Kawasaki Tege 20 đó, 15 máy nha. Rồi mấy anh cứ theo dõi like nha, cây nào phù hợp với mình thì chốt tua lại coi từng cây, hoặc là không anh phải coi hết clip nha. Cứu hộ cứu vía à, xe chạy ớn à. Giá dao động là 1,2 triệu trở lên, 1,2 triệu, 1,4 triệu, 1,6 triệu, 1,850 triệu vân vân, cho đến 2 triệu mấy, 2,4 triệu, 2,5 triệu và 3,2 triệu nha. Em có quay sơ mấy anh coi cây nào phù hợp mình chốt, mấy anh tranh thủ chốt vô vụ rồi mấy anh ơi. Rồi số điện thoại đặt hàng bên em là 0913 136620, số này Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha. Đó, mấy anh kết bạn Zalo em vẫn tư vấn cho mình, hoặc là mấy anh có thể nhắn tin nha, tư vấn nhiệt tình luôn. Bên em xếp hàng toàn quốc, đi trong vòng 7 ngày hàng tới sớm, mua điện họ sẽ giao sớm cho mình, họ sẽ giao sớm là ví dụ 3-4 ngày tới thì họ sẽ giao sớm, mình đặt hàng cứ giữ điện thoại đi, được xem hàng nổ máy trước khi nhận ha. Đặc biệt là em không có lấy cọc nha mấy anh, và kèm 6 món đi kèm là có dây đeo, trắng cỏ, tiếp mở boogie, lục giác 4, đĩa dài và một cái ổ phát cước phát bằng dây găng nha. Không lấy cọc cho nên là mấy anh xem hàng cho kỹ đi, cây nào phù hợp mình hãy chốt ha. Hôm nay em lên một tay tháng 4 là lô chữ M nha mấy anh. Rồi em có bán nhớt nè. Nhớt này là bình này là nhớt, này là nhớt 2 thì, bình này 1 lít 100 ngàn nha mấy anh. Và tỷ lệ xăng của nhớt là một cái xăng pha dùm em 40cc nhớt 2 thì. Đây, 40 hoặc 50 đều được. Mẹ em khuyên là mấy anh pha đúng công thức xăng với nhớt nha, xài nó mới bền nha mấy anh. Chứ đừng có pha theo ý của mình ha. Thợ em làm em biết. Rồi em vô cây M1 Isaki nha. Cây phía sau là chữ Kawasaki, mấy anh nhìn giùm em lóc máy nè, quá sáng quá đẹp luôn. Áo jean nha, ốc nè, vàng tư, trắng tư luôn đó. Bình xăng lớn nó bể, em để bình xăng mới nha. Bình xăng con hay chế hai kim, chế hai kim, chế mới nha. Tôm nhôm quá dày. Máy này xài gia đình phù hợp lắm nha mấy anh, bền giả mang. Cài lắm cài, ai 20cc. M1, 1,2 triệu ha. Công tắc ở phía trước nha mấy anh, trắng cỏ jean, đầu bò jean trắng cỏ hợp tâm với màu áo luôn nè mấy anh, thấy không, xịn sò luôn. Rồi mấy anh ơi, 1,2 triệu. M2 là hệ này cũng Kawasaki ha, nó giống cái gan này nhưng mà này công suất lớn hơn, cái này nó 1,4 triệu nha mấy anh, cũng tâm liền luôn nha, tâm nhựa ha. Đó, công tắc nè, M2 1,4 triệu, hai tay cầm ra giữ ha, đầu bò jean theo máy nha. Cái này thì nó có cái đế nè, bảo vệ mình xăng lớn, ôm nguyên mình xăng lớn mình luôn. Rồi cái này thì lóc máy có dập mắt in Japan. Đây, xịn sò luôn nha. Lóc máy xong hết luôn rồi, M2 1,4 triệu. Giật máy ơi. Cỏ keo, cỏ cứng ha, khoát cực kỳ cho mấy anh mệt đi, máy này không khỏe chạy bình thường ha. Cái này đó là cái bê tông nó rất là dày, muốn nó rất là bự luôn đó. Này thì em lên chế mới, chế hai kia mà nghe mấy anh vô cái chế ghim của nó chậm chậm nổ ha. Rồi em sang M3, M3 là Tanaka 2 chống nha, giật đi. Đó, chụp lực, chụp giật, trợ lực, giật siêu nhẹ giật ha. Bình xăng lớn kia, trắng tư luôn mấy anh, mắt in Japan. Ốc trắng thiếu, một lóc máy rất là sáng và đẹp ha. Ốc vàng tư luôn.
Rồi chế một kim ga ngang le đỏ tự động à, lên ga nó nhảy mở le cho mình luôn xịn sò ha. Chế zin quanh vào rồ tôm liền tôm nhựa nha, tắt nè. Rồi hai tay cầm ga giữ trắng cỏ zin đầu bò zin. Rồi cái này nè men, mình lấy cái em tặng cho mình một cái đầu điếu đó men, có thể đầu điếu đó mình nhảy ra men, hạ tay xuống cũng được, đưa tay ngang cũng được, đã lắm. Con chịu 6 thôi, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Có hai chân trống nè, đồ xăng lớn mình không chạm đất luôn ha, ốc bằng tư luôn. Máy này quá đẹp men, nổ giòn, máy gọn nổ giòn, tiết kiệm xăng, chỉ có 1,6 triệu thôi, quá đã. Máy này zin hết quá đẹp. Rồi ai chốt này nhớ cho em M3, M4. Mang vui trên mang có cho là khác. Ưu điểm của em này là chụp giật trợ lực, cái không phát ra buông ra trở lại là nó nhảy nổ ha, chụp giật trợ lực. Ưu điểm thứ hai là chế zin quanh vào rồ ra ngang. Rồi mấy anh ai đóng le thì đẩy lên gì ha, khởi động máy giật một hai cái xong mình đẩy lên gì cho nó thông gió nó chạy nha. Tum liền tum nhựa công tắc nè, và được cái ga bóp zin này, ga bóp nha, em báo đi báo lại là ga bóp mà cái kiểu nó gì đó nghe mấy anh ha, ga bóp này mà anh buông nó nhả nhảy về. Hai tay cầm ga giữ ốc này quá đẹp, trắng cỏ zin là bò zin, ốc trắng tư luôn, lóc dập mắt in nha ba anh, hai cọng phun mình xăng lớn còn luôn ha. Hệ này chạy đã lắm nghe mấy anh đó, hệ này bán biết không biết bao nhiêu cây rồi, nó hơi bị hệ này xíu hai rồi, 1,6 triệu cho M4 nghe mấy anh. Rồi M5 là Maru Yanma. Máy chạy mấy anh ra khói à, thấy ra khói không? Ra khói mắc máy nha mấy anh, không sao hết ha. Máy hay thì mà không ra khói mới sợ nha. Mắc máy bình thường. 23cc 32 ly. À, bình xăng lớn zin nha mà nó trắng vậy đó, quá đẹp. Chế zin quanh bờ rồ em còn luôn, tum nhôm tum 260 điện sò luôn nha. Rồi em M5 1,650,000, hai tay cầm ra giữ nha. Rồi cắn cỏ zin là bộ zin cắn cỏ bể à, hai chúng cái đầu rồi em bổ sung cái cắn cỏ khác nha anh. Mẫu này quá đẹp nha anh ơi. Rồi lóc dập mắt in nha ba, em nói thiệt chứ khách rất là chuộng Maru nha anh, bởi vì đặt này em lên Maru quá trời nhiều. Maru nó tiết kiệm xăng, nó không có hư vật, phụ tùng đa dạng dễ thay thế, ở đâu cũng có phụ tùng nhìn dễ xài đó. 1,650,000 cho con này nha. Rồi em M6 bình xăng lớn zin nè ha, năm mới sáng khói luôn, chế zin quanh bà rồ đó, ốc trắng tư luôn. Mẫu này quá đẹp, thiếu có cái thùng thôi nha, xịn sò không, ốc trắng công tắc nha. 1,8 triệu ha, ga bóp zin nha, đầu bò zin, tay trái hơi lệch hơi đưa ra ha, lắp dập mắt in da ban đó. Hai cũng hung mình xăng lớn nè, quá bự quá to luôn, tùm quá đẹp nha anh ơi, đẹp từng con ốc luôn, đẹp từng cm luôn nha anh. Mẫu vàng này rất đẹp. Rồi M6 32 ly, 23-30 trợ lực nhẹ nghe, có lò xo ống chụp dây mới thấy dây giật trắng tư không. 1,8 triệu cho M6 nha. Rồi em sang M7. Bình xăng lớn zin 26cc 34 ly nha, tóc máy nè rất là trắng và đẹp, bụi khói nè, ốc nè quá đẹp. Rồi chế zin quanh bờ rồ nha, chế này rất là tiết kiệm xăng nha. Rồi tum liền tum nhựa giùm em nha anh em, tum tắt nằm đây ha, ga bóp lên ngôi, thêm một cây ga bóp nữa à, tay trái thì chuyện tay lệch đầu bò zin. Rồi lóc dập bắt in nha ban ha,
hai cũng không còn luôn. Rồi 1,9 triệu cho M7 ha. Rồi M8. M8 này là Kyogit 260 nha. Công tắc. Kyogit 260 nha. Mẫu này quá đẹp mấy anh ơi. Ở phía trước là màu đỏ đậm, phía sau là màu đỏ rất là lỏng ha, giống như màu đỏ huyết vậy đó. Bình xăng lớn zin nè. Nhắn tư luôn. Tóc má sáng hới luôn ha. Bình xăng con là bít tông ga vú ngang. Đó. Tum nhôm nha. Tum nhôm tum liền xịn sò luôn. 265 mấy anh ơi, chứ 260 nữa. 260 là màu cam, nó thường thường màu đỏ là 265 ha. 2 triệu. M8 34 ly 2 triệu. Ga giữ, công tắc trên ghi đông, trắng cỡ zin đầu bò zin ha. Rồi, có chân trống nè, mình xăng lớn mình không chạm đất, không nghe hạn chế vào đập khi vỡ ha. Rồi lắp máy nè. Rồi. M8 2 triệu ha. Rồi em sang M9 Magu Yanma. Giật đi. Có trợ lực nhẹ nghe mấy anh, lò xóm em mới giật cái nửa giây mấy anh thấy nó nhảy nổ rồi đó. Mấy anh nghe không? 26cc, đập cước thoải mái ha, hét rất là to. À, bình xăng lớn zin ha. Máy sáng đẹp luôn, áo quá đẹp. Mặt sau này rất là đẹp, cũng anh ơi đẹp như mới luôn. Cái tông nó quá trời trắng luôn. Mình đã luôn công tắc nè. Rồi ốc cùm bằng tư luôn ha. Ra bóp zin. Đầu bò zin. Chế zin quanh bà rồ ra ngang nha mấy anh. Áo quá đẹp. Cái mình sắc lớn nó zin ha, nó hơi bị vàng thôi chứ áo là rất là đẹp. Đó, sờ phía sau mấy anh coi nè. Rồi lắp dập mắt in Japan. Hai cũng không nè. Máy này chạy khỏe nha, có trợ lực luôn nha. M9 2,1 triệu nha mấy anh. Đó, mỗi máy em có báo giá hết, mình xem cho kỹ rồi mình chốt đơn giùm em. M10 Maru Yanma. Vàng tư luôn nha, cái nè, sự là thiếu có cái thùng nè, đặt chữ Maru giật nè. Cái máy mà hai người làm. Khởi động á, bóp xăng lên đóng le mà. Giờ anh đổ cái áo, nó đời nó mới hơn, đời cao hơn nữa. Đắp máy nè bạn, quá đẹp. Nhà ốc sáng mới luôn, 26cm mà. Bình xăng lớn zin trắng tư luôn anh, nhìn giùm em, tem còn. Chế zin quanh bà rồ ra ngang, tung liền, tung nhựa nha. Tắt. 2,4 triệu nha mấy anh. Ra bóp. Đầu bò zin. Chế zin quanh bà rồ nha. Nói chung nhìn em này phương diện nào cũng đẹp hết á mấy anh ơi, quá đã. Lắp dập mắt in Japan luôn ha. Anh Hùng nói chung là gặp mằng Maru này là em like đã rồi luôn mấy anh ơi. Thích cực kỳ là thích. Rồi mấy anh nhớ giùm em số 10 tròn trẻ. M11 Mitsu tên là 261 ha. Là 34 ly. Nghe mấy em, công suất là 261cc, nồng nó sẽ 34 ly nghe mấy em. À, bình xăng lớn kia. Rồi ai nhá máy vậy trời. Rồi ai nhá máy điện lại coi. Rồi lắp máy zin. Chế zin 2 kim quanh bà rồn. Lóc dập mắt in Japan trong đây nha. Nha.
Mẹ biết xu rồi lúc nào giá nó cũng là sẽ nhín hơn mấy cái kia xíu em. Đây tùm 260 tùm nhờ mấy máy vừa cắt cỏ vừa đốt xịt thuốc vừa bơm nước được luôn, 2,4 triệu nha. Trắng cỏ zin đầu bò zin theo máy nha mấy anh. Xịn sợ cho Mitsu luôn nha mấy anh. Đây 261 M11 rồi em sang M12 Gobin. Có cho lọc ha. Kim Du nhà hiệu ha. Robin 31cc nòng 36 ly nha. Nha, máy 36 ly mà có trợ lực thì rất là ít cho em, lâu lâu mới lên được cây, mấy anh coi chút được cây này thì bóc em nha. Đây. Áo nó hơi gãy găng ở đây xíu mà mão zin nha. Chế zin ngang ngang. Còn sang nó zin. Tum nhôm. Tum nhôm tum liền nha, công tắc nè. 2,4 triệu. M12 ha. Hai tay cầm ra giữ đầu bò riêng trắng cỏ riêng nha, trắng cỏ với đầu bò rất nhật luôn anh thấy đó, cái tung nó góp và dày nha mấy anh ha. M12 2,4 triệu kêu anh kết bạn Zalo đi nó hoài nó gửi cho coi. M13 tiếp tục lên ngôi Mitsu TL 261 nha mấy anh. Còn xăng nó đầu chạy nhiêu được rồi, ngày hết xăng rồi. Vừa đủ vô cái chú bơm mà cái làm như quên đổ xăng. Chế hai kem. Ngang ngang ha. Rồi, lốc dập mắt in Japan nha mấy anh. Chế hai kem là chế quanh bà rồ đàng hoàng xịn sò nha. Mình xăng lớp zin ha. Rồi tum nhâm tum 260, nhìn nhận tum đi. Này có chân trống ha, mình xăng lớp 500 đắt. Còn tư luôn ha. 261. 2,5 triệu nha. Hai tay cầm ra giữ đầu bầu riêng ha. Rồi em màu 13 2,5 triệu. Rồi em sang em màu 14 Xenon. Này nó có trợ lực nha mấy anh. CC đập cứ thoải mái em anh. Made in Japan này có trợ lực nha. Tóc máy đẹp ha. Chế máy cưa. Mình xăng lớn zin ha. 1,6 triệu em anh. Tum nhôm. 260 ha. Thì cái tum này á mình xăng lớn dưới này sẽ có lợi cho những cái anh nào mà nhà mà mình có cái máy rồi, mà mình có máy cần mềm á, anh muốn đưa qua này xài cũng được mà cần cứng xài cũng được luôn. Đặc biệt là khi mà mình bóp cái ga này vô mấy anh lên ga gì giùm em ha, cho nó nhảy nổ. Nếu mà anh buông thì nó sẽ nhả hết. Đó, nó có cái lợi rất là hay chỗ đó. Mình tắt nè. Khi mà mình tắt nó sẽ nhảy lên chế độ mở. Đó. Đầu bò zin ha, bắp zin. Rồi cây này 1,6 triệu nha. Rồi em sang M15. M15 ha. Cái này á, là bình xăng con là piston ga. Bình xăng lớn trắng tư ha, không có cái bộ đề. Nhưng mà bên em không có thời gian làm đề. Lý do là bên em hết pin nè. Mua pin là không có. Bây giờ vậy mấy anh nào muốn chế đề thêm này mình chế. 26cc 34 ly. Tum nhôm tum gợi nha mấy anh. Nè đề nó nè. Cái nút này là cái nút liếp đề nè. Công tắc nè. Rồi ga nè. Rồi một tay cầm, chắc có zin đầu bò zin. Cái này em báo giá 1,7 triệu nha. Đây em không có làm đề, em chỉ khai thác dừng nổ thôi. Anh nào thích về chế thì mình chế thêm. Nè ốp lưng nó nè, qua đeo nè. Đó. Chi viết 26 nha. Rồi. Cuối cùng Mitsubishi TB 35 351cc ha, có trợ lực nha.
chạy ga anh đi kiểu này biết chừng nào mà hết xăng. Gầu ha. Rồi tắt đi. 35cc nha mấy anh, là có trợ lực ha. Đó, anh nào mà muốn sưu tầm máy to mà xịn sò như thế này thì mình lấy nha, chế lay đỏ tự động hai kim nè. Đó, lốc dập chữ Mitsubishi nha ha. Mình sơn lớn zin mà nó trắng đẹp. Rồi em báo giá 3,2 triệu nha mấy anh. Tấm lớn muốn lớn nha. Ra chứ công tắc một tay cầm. Đầu màu zin, lắp zin ha. Cái này nè. Khi mà mình quải mình để điện thoại vô, mình để ví tiền vô đây cũng được, cái gì quan trọng mình để vô đây. Đó. Quay đeo zin ha. À, cái này massage nè, ngay dưới đây massage nè. Rồi nó có thêm một cái móc khóa mình móc ngang cái bụng mà anh nào bụng khỏe rồi đó. Sợ bị gớt của đó mình móc ngang cho nó cứng để đó ha. Nói chung cái này xịn sò lẫn cái quai đeo luôn nha mấy anh. 3,2 triệu bao ship tới nhà, 6 món đi kèm. Quá đã cho cây này. Rồi chào mấy anh, tạm biệt.